Hello các bạn, mời các bạn tham quan cái mô hình nuôi trồng dưa leo trong nhà lưới của chúng bò nha. Sử dụng cái là một cái chế phẩm sinh học mà nó không có độc hại, nó giúp cho xua đuổi côn trùng nấm bệnh. Đây mình làm trong nhà lưới rất là an toàn. Đây nha các bạn. Rất sạch. Ở đây chỉ được một sào mốt các bạn, ngày chắc được khoảng 300 đến 400 kg dưa leo sạch. Mỗi ngày đều có thu hoạch